Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một trong những công cụ quan trọng nhất trong thời đại kinh doanh số hóa, CRM. Và không chỉ là một CRM thông thường mà là một giải pháp CRM kết hợp với AI để tối ưu hóa marketing và tiết kiệm chi phí cũng như thời gian cho doanh nghiệp. Chào mừng các bạn đến với video CRM nào tốt nhất hiện nay, giải pháp marketing kết hợp AI trong thời đại mới. Trong cái bối cảnh kinh doanh hiện đại, việc duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp. CRM, hay còn gọi là quản lý quan hệ khách hàng, đã trở thành một công cụ không thể thiếu. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, CRM ngày nay cần phải kết hợp với AI để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu phức tạp của thị trường. Trong số rất nhiều giải pháp CRM trên thị trường, Funnel CRM.vn nổi bật với khả năng kết hợp AI thông minh. Đây là công cụ không chỉ hỗ trợ quản lý khách hàng hiệu quả, mà còn tự động hóa các chiến dịch marketing, phân tích dữ liệu để đưa ra các quyết định chính xác và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Điểm đặc biệt của Funnel CRM.vn chính là khả năng tối ưu hóa chi phí và thời gian. Với sự hỗ trợ của AI, bạn không cần phải là một chuyên gia công nghệ để sử dụng hiệu quả công cụ này. Hệ thống được thiết kế để dễ sử dụng, phù hợp với người Việt Nam, giúp bạn nhanh chóng làm quen và triển khai các chiến lược marketing mà không cần nhiều thời gian học hỏi. Lợi ích của việc kết hợp CRM và AI trong marketing. Với AI, Funnel CRM.vn giúp bạn phân tích hành vi khách hàng, dự đoán xu hướng và tự động hóa các tác vụ marketing phức tạp. Điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn giảm thiểu sai sót, tăng hiệu quả kinh doanh. Hãy tưởng tượng, thay vì phải tự tay quản lý mọi quy trình từ khách hàng tiềm năng đến chốt đơn, hệ thống AI của Funnel CRM.vn sẽ giúp bạn thực hiện tất cả chỉ với vài cú click chuột. Bạn có thể tập trung hơn vào việc sáng tạo nội dung và phát triển chiến lược dài hạn. Bồn tối ưu hóa chi phí với Funnel CRM.vn. Một trong những điểm mạnh của Funnel CRM.vn là khả năng tối ưu hóa chi phí. Thay vì đầu tư vào nhiều công cụ khác nhau, bạn chỉ cần một giải pháp tất cả trong một. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn tránh được những rủi ro khi phải đồng bộ nhiều hệ thống khác nhau. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp CRM kết hợp AI để nâng cao hiệu quả marketing, tiết kiệm chi phí và thời gian, thì Funnel CRM.vn chính là lựa chọn lý tưởng cho bạn. Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm công nghệ tiên tiến nhất này và hãy để AI giúp bạn phát triển doanh nghiệp một cách nhanh chóng và bền vững. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hữu ích tiếp theo. Hãy ghé thăm funnelcrm.vn để tìm hiểu thêm và bắt đầu hành trình tối ưu hóa kinh doanh của bạn ngay hôm nay.